tôi thay thằng Phong tới coi nó hư thai thiệt hay không, để coi gia đình mấy người khỏi phải níu kéo giở trò nữa. Giờ hư thai thiệt rồi, từ đây về sau không có liên quan gì nữa nha. Thằng Phong con trai tôi á bây giờ nổi tiếng rồi, bao nhiêu đứa đẹp giàu theo đuổi nó. Ê con nhỏ vô dụng kia, mày tự biết nhục đi nha, đừng có mặt dày đeo đuổi con trai tao nữa. Mẹ con bà đó đồng khó đạn mà. Đúng rồi, đúng rồi. Tôi bình tĩnh đi, con đang bệnh đó. Anh là bố rồi, con bỏ em với con. Con buồn ra chưa? Anh là người yêu anh rồi, em có thể làm theo kệ gì anh luôn. Mong anh bỏ bà ấy đi. Anh bỏ bà ấy đi. Kết thúc là con muốn đi chưa? Em mong bỏ bà ấy đi. Tôi không còn tình cảm với con nữa. Con đừng có điên quá. Tú. Sao vậy con? Tú ơi, Tú ơi. Đi thôi Tú ơi. Ôi, con xin mẹ. Không được rồi. Phải đưa Tú đi bệnh viện thôi. Tú, em chịu khó ngồi dậy ăn miếng cháo đi em. Tú nè, con đừng có buồn nữa. Coi như là đứa bé nó không có duyên với con, nhưng mà sau này từ từ cũng có những thiên thần khác đến với con mà. Con nghe lời mẹ đi, ráng ăn miếng cháo nha con nha. Tú à, em nghe lời mẹ, ráng ăn miếng cháo đi em. Hay là em muốn uống sữa? Em đợi chút đi, chị Hai đi mua sữa về rồi chị pha sữa cho em ha. Nè, còn tới đây làm gì? Tôi thay thằng Phong tới coi nó hư thai thiệt hay không, để coi gia đình mấy người khỏi phải níu kéo giở trò nữa. Giờ hư thai thiệt rồi, từ đây về sau không có liên quan gì nữa nha. Thằng Phong con trai tôi á bây giờ nổi tiếng rồi, bao nhiêu đứa đẹp giàu theo đuổi nó. Ê con nhỏ vô dụng kia, mày tự biết nhục đi nha, đừng có mặt dày đeo đuổi con trai tao nữa. Mẹ con bà đó đồng khó đạn mà. Đúng rồi, đúng rồi. Tôi bình tĩnh đi, con đang bệnh đó. Còn là con nè, đi về mau lên, tôi không muốn nhìn thấy mẹ con hai người nữa. Khỏi đi, khỏi đuổi. Tôi đây đánh chết hả, không gặp càng hơn. Mày có về không? Con mặc kệ loại người đó đi. Mẹ con họ không có xứng để cho em phải đau khổ như vậy đâu. Em đừng có tự hành hạ bản thân mình nữa mà Tú.